ơi. Ôi trời ơi. Mày chạy đi con. Mày chạy đi con. Mày chạy đi. Rồi cho Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý bà cô bác ngày xa nha. Lâu quá trời rồi, Đạt không đi câu cua. Bữa nay nước cũng hơi lớn, Đạt là nạt quay lại đi câu cua thử coi. Câu cua là cấm mấy cái điểm nào mà đi bắt cua không được á, nó trốn hay á. Với lại trong ống bọng ống cống nữa nha, đã đi cấm. Nay Đạt mới mua 30.000 mồi câu nè. Con này là con cá cứng. Ủa. Con này nó rất là bự. Nhưng mà thịt nó ăn không được, xương không. Nè, thấy con này chưa? Con này ghê lắm. Bự ghê không? Con này Đạt không biết bắt ở đâu được. Yeah. Có nhiều người lộn con này là con lịch cũ lắm nha, nhưng mà không phải. Con này không có giá trị, có chỉ để là mồi con cua thôi. Bây giờ Đạt sẽ cắt ra từng khúc khúc. Giờ cuột vô 17 cái cây. Cuột vô kém, mà Đạt sẽ đi cắm và đi thăm cho cả nhà xem nha. Thì Đạt sẽ cũng còn không còn bao nhiêu năm nữa là không còn bao nhiêu tháng nữa là ta bước sang năm mới. Đạt xin chúc tất cả các bà cô bác đằng xa có một tinh thần chuẩn bị thật là chu đáo để đón một cái Tết bên gia đình và người thân nha, ấm cúng. Thì chúc tất cả các bà cô bác đằng xa luôn mạnh khỏe và xem video vui vẻ nha. Bây giờ Đạt sẽ làm thôi, cắt cho từng khúc. Nãy giờ Đạt cắm xong rồi, nước lớn rồi nha. Bây giờ Đạt sẽ đi thăm cây đầu tiên, thấy nó ăn rồi. Không ăn cả nhà, nước trôi. Nhả rồi ta. Chà, con cua này cũng bự rồi, nó cắn bấy hết trơn luôn. Cái cục mồi nó lớn nhưng mà nó cắn bấy luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại mày lần sau nha. Mày sẽ không thoát được đâu con trai. Cua nó bẩn quá trời, ngay cắm cống này nó im. Tao nói tới công chuyện rồi, nè nhà xem con cua nè, bự ghê chưa. Trời ơi, đây không có chỗ cắm nè, đây là đất đan. À, cuột cái cọng dây vô. À, chỗ này im nha, kiếm chỗ nào chói nha, mát mát chói coi nha. Ôi, con cua này nó bự nha. Hay quá, con cua đầu tiên cả nhà ơi. Lấy lạc chối thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Khi đã vô vợt anh Đạt rồi thì còn gì đâu mà nữa cho mà mong. Đây, bà quay ra ở trên đầu nha. Con cua này nó tuy không được chắc nhưng mà nó rất là bự. Con đầu tiên trong làng nghệ thuật ẩm thực nha.
Im chưa cả nhà? Sáng muôn ký mồi không hổ danh nè, nãy giờ thăm 5-6 cây được con á. Mà chỗ cống là lý tưởng lắm. Ý, bỏ vô sọt nha. Con đầu tiên. Cái cây này nó ăn nữa cả nhà ơi. Trời ơi nhà. Kỳ ta. Cua gì mà nhả. Ôi cái trên kia ăn đó cả nhà ơi. Ôi quá trời cua. Này là đặt câu ở ngoài rạch nha. Cái nhảy kệ ta vậy mà tưởng ăn không cả nha. Cây dưới đó không ăn. Tại sao lại là không ăn chứ? Cái nhào này tươi cơ. Nhào này có con rắn ăn con gì nó xào ăn vô kỳ luôn. Chuyến này chuyến đầu đi thăm mình thất bại vậy đó. Ôi cây này ăn, cây này ăn, cây này ăn nha. Con cua. Cua. Cua bự vậy. Con này thả ao nha. Con cua này thả ao ở nhà. Thả ao như vẫn chói. Chói thì thả ao. Rồi con cua. Rồi con này chắc. Chói con cua này xong về thả ao nha. Đi. Dậm dạp vậy nè. Chưa tới cây nữa rồi nha. Rồi cây này thấy rung rinh rồi. Rồi cây này cua ăn dữ lắm rồi cả nhà ơi. Rồi cây này dữ dằn rồi. Cây này dữ lắm rồi. Từ từ với cây này nha. Có lý, có lý. Thằng Đạt không biết cả nhà xem có rõ không nha. Nhưng mà Đạt rất là chinh phục rồi luôn. Cua này là Đạt đẳng cấp luôn á. Cua cái. Có lý, có lý.
Trời, chói chói chói. Tiếp tục xé cộng lạc mới nha. Thôi chuyến đầu thăm được hai con là lụm gạo rồi nha. Ây dạ. Chơi anh mày hả? Nè thấy chưa, không có cái giỏi chắc ghê không? Ây dạ. Quá im. Ủa gì rồi này. Ham mồi là cua rồi đời nghe cả nhà ơi. Con cua ham mồi là con cua rồi đời. Con cua ham mồi là con cua rồi đời. Còn hiện tại là giờ này chưa nắng quá. Đây, con cua này chắc nha. Được con thứ ba này nha. Trời ơi, cua. Trời ơi chát mé luôn. Tức thiệt chứ. Con cua này bẩn. Đúng cản cản luôn. Chứ sao tao hốt mày chứ đâu. Trời ơi, cua. Tức thiệt chứ. Đây nè, bạn bữa hổm lụm được rồi cả nha. Đi thăm câu không? Hả? Thăm câu không? Nằm xuống đi. Nằm xuống ngủ xíu đi thăm câu. Dì Hương, nằm xuống. Nằm xuống đi. Cho mời cái gối nè. Nằm xuống ngủ xíu đi thăm câu nha. Đi không thăm câu không? Dán chân nhái à, chút xíu đặt thăm câu tiếp rồi nhỉ. Mang lỗ luôn. Lỗ quá. Ừ đúng rồi. Thằng câu ngập cái dao. Lỗ luôn mang. Qua đây. Đứng ở đó đi. Đây là đi với con bạn nha. Đặt sẽ huấn luyện đó. Qua đây. Câu này lại cắm đầu không quên tiêu. Nó lộ luôn rồi cả nhà. Nó lộ luôn. Nghe thiệt. Bạn ơi. Ôi bạn lộ luôn. Sao? Hả? Sao hả? Rồi lộ luôn. Cô lý. Ở yên nó đi. Ở yên nó đi. Tôi nhỏ càng câu cái. Câu nó tiêu rồi. Thôi đừng lộ nữa.
chỗ này hổm cua dữ lắm mà không ăn mà kỳ ra. Giờ chỗ khác đây nè, nó còn lớn quá. À ơi, đi lên bảng. Im. Mày chạy đi con. Mày chạy đi con. Mày chạy đi. Ăn mày ăn nãy rồi, mấy lần rồi tao thấy mày tao không ưa rồi. Bạn ơi. Bạn ơi mừng cắm cậu hết nổi được luôn. Bạn. Nhìn cua bự nè bạn. Lên cho bạn, lên bạn, đi đi. Lên chói nha nó. Ơi. Con cua bự lắm cả nhà ơi. Ơi, nó cắn mày bây giờ. Đi ra. Nó cắn mày bây giờ nè. Mà đó. Thầy nay mai mốt đi đâu là mày cũng có mày nha, nó nói gọi đấy. Ê, nó cắn đó, nó cắn bạn bây giờ. Mà đó bạn, đi con cua này chắc cua này quá im, cua này có cặp cả nhà, cua này có cặp cả nhà ơi, cắn lộn từ lưa vô luôn. Bạn ơi, tôi bắt được con bự nè bạn. Con này có cặp nè cả nhà. Lát rồi để dính nữa nè. Me nó từ nãy giờ giống nó bò lên luôn á. Đây, giống nó bò lên mà tại vì nó vô cái ống bọng á, vô ống cống. Bắt không được. Đây. Nè, liếm đi. Liếm đi. Rồi, đi lên xe bạn ơi. Lên xe, ngồi đó làm gì? Đi. Bên đây cây nè, mà bên đây cây không dính. Đi bác. Chú dặn nè. Ơi, bước vô. Rồi. Thôi, ngồi im đi nha. Ngồi im nha. Cái này ngồi im à. Đi á. Thêm một con nữa nghe bạn ơi bạn. Có bạn này theo hơn của bạn ơi. Bạn ơi. Một con nữa đây cả nhà. Ơi. Bạn ê, nè ăn cua bự nè bạn, thấy không bạn?
Thôi bạn ăn mồi rồi, bạn ăn mồi tôi là tôi quýnh bạn nha. Nha. Bạn không được ăn mồi tôi nha. Thêm con nữa nè cả nhà. Ủa ở nước trôi mà kỳ ta. Bạn ơi đổi theo nè bạn, ra đây 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 đây. Nhanh lên. Trời ơi, thương thiệt chứ. Nó sẽ song pha với đạt suốt cuộc đời nha. Con này không ăn ba kỹ ra. Bạn ơi, đây nè. Đây nè. Nè nè. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mà thơm. Bạn đi lên ha. Sao? Mệt không? Ừ? Mệt không? Cho uống nước. Mệt lắm hả? Không, cho ăn miếng bưởi nè. Rồi, để cho uống nước. Mệt nãy giờ. Tôi lội cái nó nhảy theo tôi luôn. Nhảy xong luôn. Ừ. Lội nữa hả? Biết. Nữa đây. Mà tơi mà tơi ừ, có bạn đồng hành rồi. Nó nhảy theo luôn trời, tôi tưởng nó sợ nước, anh nhà nó nhảy theo luôn. Ừ. Ừ. Mấy người nha, mấy người cầm máy quay đi. Tôi thử nó cho mấy người coi. Đi. Đạt sẽ sạc theo dạy con chó này cho nó cú đạt nha. Thử coi đạt chết đặt bơi bơi hụt hụt thử coi nó có nhảy xuống không nha cả nhà. Thử nha. Coi nè. Ây da. Ây da. Coi này cái đứng trên bờ luôn. Ây da, cu 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 đi. Cu cu. Cu 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 cu. Cu cu cu. Cu cu. Cu đi cu đi cu đi cu đi. Cu 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 đi cu đi. Nó không biết làm cách nào á. Không biết làm cách nào. Nè, chỗ đây nè, vô mé nè. Vô mé mới được. Bỏ nó nhảy xuống kìa. Nó nhảy xuống à. Kiki. Bạn. Bạn ơi, bạn ơi. Em đứng đây không dám đi. Bạn ơi, bạn ơi, cứu bạn. Bạn cứu bạn ơi. Nó không biết làm cách nào hết chừng. Bạn ơi, bạn. Cứu nè. Đi ra đi, mọi người đi vô luôn đi. Đi vô luôn hả? Ờ, đi vô nhà đi. Thấy mọi người nó sợ. Thấy em sợ. Đi đây. Nè. Nãy lội sung lắm mà. Nè, ra đây nè. Tắt máy đi, ra đây nè. Vậy mà không có con cua nào đây. Thôi, nước dòng rồi. Cuốn câu về cái nhà. Nãy bạn nó không lọ xuống cuốn. Tại vì nó còn nhỏ quá.
tưởng nó không ăn, ai nó ăn cả nhà. Con này bự lắm cả nhà ơi, con này bự. Để đây nha, lát quay lại, lát lại quay lại cả nhà ơi. Hồi nãy xuống dở tụi nó không ăn, ai nhà đâu, ai nhà đâu nó ăn. Cô nó bự á, cô bự cân của ai luôn á. Đây anh cây có ăn không? Cua cái thấy chưa, nãy là con cua kia là cua đực này, cua cái là ăn cặp á, nãy con cua đực ở đây nha, là cua cái nè, ăn cặp cua nè. Bây giờ hai cái này đặt để lại, còn lát quay về đặt dở chứ nữa, bên đây có còn con cua bự lắm. Ủa cua đực luôn mà. Vậy nên còn cua cái nữa cả nhà ơi. Hai cái này bỏ lại nha cả nhà. À, phút cuối cùng đi rồi hả lấy nó. Vì ở đây còn cua. Cô mini game, cô mini game mà còn nhầm nữa nè cả nhà, ha. Bây giờ là tháo màu xử lý tình huống cái. Nay toàn cua thả ao không trời. Nè cả nhà. Còn cua thả ao nữa. Kỳ ta. Tháo mồi vậy nha, tháo mồi về để dành. Chạy đâu con, đụng được cái càng của nó. Còn con cua cái nè, cua cái này nhát quá, bữa nào qua câu nha. Sáng sáng này xung bạn 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 sao hả, nãy đi nãy giờ đi gom từng câu quá, không dắt bạn đi theo không được, sao bạn mệt về cái là nó đeo theo anh ghê không. Sáng giờ em sáng giờ xung bạn ăn cua mà. Đây là như đây nha, bạn phải lấy cân cẩn thận mấy ký nhiều á không nhiều. Đây mình lấy cân bạn thấy dễ đi sẽ té sau rồi nhỏ nữa. Ê anh ơi bạn bắt rồi bạn bắt.
áo nhặt. 4 lạng. Ừ. Ký mấy hay ký? Ký mấy vậy? Còn cua bự bự không? À, à. Cua bự bự không ha. Mà nó ốp. Thấy cũng được mà, nó ốp gì đâu. 2 ký 4, 2 ký lô đúng, chính xác. 2 ký đúng. Rồi, bây giờ Đạt xin chào tạm biệt chị em lại nhà ở clip tiếp theo nha. Chúc tất cả các bạn có bác làm sao luôn luôn mạnh khỏe và xem clip gì vậy? Bác. Ơi. Đây. Đây chào cả nhà cái này à. Đi lên. Nè, em lấy cái gãy nè. Lấy cái son. Bỏ vô mấy này kho cho mấy con chó nè. Bỏ muỗng quá. Đây. Chào cả nhà nha. Từ đây sắp tới là bạn sẽ đi theo clip của Đạt nghiến con dao.